Ngày 23 tháng 4 năm 1954, ngày thứ 42 của chiến dịch, tại Điện Biên Phủ, bộ đội ta tiến đến giữa sân bay Điện Biên Phủ. Địch đã mất một số vị trí then chốt ở khu vực trung tâm. Ta giữ vững được trận địa, tiêu hao một số sinh lực địch và phương tiện chiến tranh của chúng, khống chế đường không, góp phần cùng các đơn vị siết chặt vòng vây quân địch ở trung tâm Điện Biên Phủ. Hay tin Huy Ghét 1 đã thất thủ, Descartes đưa ra ý kiến cần phản kích giành lại vị trí đã mất, huy động vào đây đơn vị cuối cùng là tiểu đoàn dù Lê Dương thứ nhất cùng với số quân còn lại của tiểu đoàn dù số 6, là lực lượng thu gom của các cứ điểm bên trong. Brigade được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc phản công, sử dụng các lực lượng dự bị còn lại khoảng gần 400 tên và dùng 12 máy bay tiêm kích ném bom, 4 máy bay ném bom B-26 đánh phá hệ thống chiến hào trước cứ điểm Huy Ghét 1 và một số mục tiêu sẽ được chỉ định. Toàn bộ hỏa lực của địch ở Hồng Cúm và Mường Thanh bắn dồn dập như đổ đạn về phía ta. Suốt 3 giờ, các chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với pháo binh mặt trận, dũng cảm đánh bại cả 4 đợt tiến công của địch, giữ vững trận địa. Cuối cùng, bằng một đợt phản kích dũng mãnh, hai tiểu đoàn 23 và 29 đẩy lùi địch về Mường Thanh. Thế trận của ta ở đây thêm vững chắc. Đồng chí Đặng Quân Thủy tham gia phong trào Việt Minh từ tháng 10 năm 1944 khi còn là học sinh trường Bưởi, sau đó nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Pháp trên địa bàn Buôn Mê Thuột, Tây Nguyên. Năm 1946, đồng chí được điều động lên tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Bắc trong các chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch Tây Bắc năm 1952, năm 1953 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Đã 70 năm trôi qua, nhưng từng diễn biến ở chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn không phai mờ trong ký ức của Trung tướng Đặng Quân Thủy. Đánh Điện Biên Phủ thì không thể cùng một lúc mà đánh một lần là xong, phải đánh nhiều bước. Đánh nhiều bước mà chia ra, phải đánh những cái cứ điểm phía đông, những cái đồi nhỏ thì được. Nhưng mà chỉ riêng cái đồi A1 là cao nhất, mạnh nhất ấy, thì không đánh được, phức tạp lắm đấy. Đấy là cả một cái vấn đề chiến thuật, là đào, hở, chui, từ dưới lên. Vì đánh mấy lần cứ lên đến nơi là bị nó được địch nó bắn xong mà mình là phải lui xuống. Nó thành ra một cái chiến dịch là đào hầm, xuyên núi. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh dấu chấm hết cho sự ngoan cố, hiếu chiến của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, buộc chính phủ Pháp cùng các bên tham dự phải ngồi vào bàn nghị sự, ký hiệp định Geneva đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ngày 21 tháng 7 năm 1954. Đây cũng là chiến thắng quyết định của ta trên mặt trận ngoại giao, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, mà Pháp là chống cự cũng điên cuồng đấy, chứ không phải nó đầu hàng ai đâu. Thì tao mới thấy rằng là đúng là cái ý chí chiến thắng của mình nó vượt lên cái tinh thần ngoan cường của quân Pháp, cái tinh thần cố thủ của quân Pháp. Đồng thời là phải có người chỉ huy tài năng, biết chỗ yếu vào của địch, chỗ mạnh vào của ta, dùng cái mạnh để khống chế cái yếu. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Trung tướng Đặng Quân Thủy đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân chương huy chương cao quý khác.